Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt đại biểu các dân tộc tỉnh Bến Tre nhân ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, ban ngành đoàn thể tỉnh cùng 120 đại biểu đại diện cho 23 dân tộc trên địa bàn tỉnh đến dự. Tỉnh Bến Tre ngoài dân tộc Kinh còn có 23 dân tộc anh em với 8.875 người cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh. Đông nhất là dân tộc Hoa, 7.490 người, còn lại các dân tộc có số lượng từ vài trăm, vài chục người và có dân tộc cũng chỉ có hai ba người như Chero, Istin, Thượng, Bana, Sơ Đăng. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh hiện nay đều đã hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, không có sự phân biệt đối xử tất cả các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước về chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, trong đó có đồng bào các dân tộc đều được giải quyết thụ hưởng đầy đủ và bình đẳng. Từ đó, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng có cuộc sống ổn định hơn về vật chất và tinh thần, luôn đoàn kết gắn bó với cộng đồng dân cư, tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phát động. Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung mong muốn đại biểu tham dự buổi họp mặt sẽ tiếp tục lan tỏa những công việc tích cực, những nội dung ý nghĩa về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức thành viên đối với chính sách đại đoàn kết dân tộc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cam kết sẽ tiếp tục tạo không gian và tạo điều kiện tốt nhất cho quý cô, bác, anh chị thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và có đóng góp vào sự phát triển của bến tre trong tương lai huy động nguồn lực hỗ trợ cho quý bà con thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn, trước hết là có nhà ở. Tỉnh sẽ duy trì đều đặn việc tổ chức hợp mặt ngày văn hóa các dân tộc trong thời gian tới. Dịp này, Ban Thường trực Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh đã xem xét trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 24 nhà đại đoàn kết cho 24 gia đình có thành viên người dân tộc khó khăn về nhà ở, trị giá mỗi căn nhà là 50 triệu đồng với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.